Vâng, xin kính chào cả nhà đã trở lại video của em ha. Ngay lúc này thì tiếp tục cập nhật video trong đám tang Quang Dương Bình Dương buổi sáng ngày hôm nay cả nhà. Thì tiếp tục có một đám tang lớn của vị đại gia Bình Dương. Vừa rồi là đám tang của đại gia Sài Gòn ha. Ở hình như là ở nhà bè quận 7 gì đó đên. Còn ngay lúc này thì đám tang này ở Bình Dương nha. Không biết của cô ông cô bà thì bây giờ xin mời mọi người theo dõi video của em ha. Bảy tuổi cả nhà. À, trời ơi. Trời chuyển mưa luôn rồi. Em tranh thủ em cập nhật tấm tan cho mọi người xem ha. Hiện tại thì trời chuyển rất là đen thui luôn. Đây. Có tin tốt không? Có, em đăng ký kênh của anh luôn. Đó hả? Ừ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hồng hết hồng quá. Nam mô A Di Đà Phật. Tối không. Hôm nay quay, hôm nay bảo vệ vẫn không luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Mười mấy đám. Rồi, quá trời luôn vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
87 tuổi rồi nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cháo quá trời luôn. Nó đi đi mà nó không chịu nhìn luôn á, thấy không? Đây quá, đứng cái đi cái giò bay bay đi mày không coi á, cái này. Quá giờ còn cháo luôn cả nhà ơi. Khu B. Đến giờ thì khu G xong rồi, khu B, khu H. Chiều nay khu F ép nhiều. F thì 4 cái ha. F thì sáng giờ cũng lay rai. B, Y. Hôm nay thì đám tang rất là nhiều cả nhà ơi. Tranh thủ mưa đến, bà con quấn viếng rất là đông ở khu vực này. Ở cái lòng việc còn có sen. Rất là đặc biệt ha anh Linh. Trang trí à? Tùy theo yêu cầu gia đình trang trí hoa. Từ lúc em quay ở ngoài kia tới giờ em thấy đây là đám hàng trang trí. Đúng rồi, đợt đám đầu tiên là của ông Từ đại gia, hôm qua mình quay cái mộ 100 tỷ á. Tới cái đám này. Chiều nay 2 giờ đám ở sở sau lên, đám rất là lớn luôn. 3 giờ tới đám của đại gia sở sau. Chú cho con hỏi cụ ông ở đây. Phước Thuận Bình Dương mình. Phú Lợi mình. Năm nay cụ bao nhiêu? 87 tuổi. Tám mấy? 87 tuổi. Kia là 81. Ở đây 87. Sáng giờ cụ không à? Sáng mấy đám rồi? Nay 11 đám, 12 đám. Thiêu chưa tính nha. Cái đám trên kia mà chú thấy hết. Tức là hai vị người ta lắp bằng cát á. Người ta lắp bằng cầm hương. Cầm hương sai á. Mình cầm đó, mình ngửi ta nghe mưa. Không. Dòng tố mà. Dạ. Và rồi thì chắc có lẽ em cũng xin kết thúc video cả nhà ơi. Hôm nay thì nhiều đám tang lắm, em sẽ cập nhật cho mọi người xem những đám kế tiếp ha.